Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh nhé. Vào một buổi chiều ngày mùng 1 Tết thì mình xin chúc tất cả anh em ở trên kênh thì cũng tất cả anh em đồng hành cùng nghề bẫy nhé. Mình chúc toàn thể anh em có một sức khỏe thật là dồi dào và năm mới thật là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì buổi chiều hôm nay thì mình cũng có đôi lời tâm sự. Thì đáng nhẽ là sáng nay là mình làm cái video này rồi, nhưng mà cả làng, xung quanh làng thì đều mở nhạc rất là to. Vì vậy là mình sợ là sẽ ảnh hưởng đến nhạc nhéo rồi là bản quyền, bản kiếc thì là nó rất là phức tạp. Vì vậy là mình chỉ có đôi lời tâm sự, chúc tất cả anh em một sức khỏe thôi. Còn đây xung quanh đây là nơi mình sinh ra và lớn lên, một làng quê rất là bình yên và trong lành. Đây thì phong tục tập quán ở chỗ mình thì cũng nhà nào nhà đấy một cái cây nêu để gọi là cắm, để gọi là chào đón một năm mới. Đây, mình là ở trên cái sân thượng của mình và mình muốn quay để anh em được biết là cái xung quanh ngôi làng của mình và chỗ ở của mình nó như thế nào. Đây, mình sẽ review cho anh em xem là những cái khu vực của mình hay đánh bẫy nó như thế nào. Đây nha anh em nhé, cái đồi trước cửa nhà mình. Chính cái đồi kia nhé, là trước thì mình cũng có đặt bẫy và cũng gặt hái khá là nhiều. Và tít phía xa xa kia thì cũng một thời gian mình có đi đặt vào trong ránh hào thì cũng có rúi riếc các kiểu thì cũng dính rất là nhiều. Và cáo mèo, cáo miếc, gà rừng. Và còn một cái địa điểm tít xa phía tít bên trong kia thì là năm nay cũng gặt hái một số thành quả thì cũng rất là ok. Đây, cái làng quê của mình nhé, nó rất là bình yên. Và phía đằng sau nhà của mình là một cái nhà văn hóa nhé. Đây là nhà văn hóa này. Và phía đằng sau là một cây đa nhé. Là một cây đa ngay trước cổng làng luôn. Đây, và đấy, phía đằng xa trên kia là một cái cây đa nữa này. Và nó khuất ở đằng sau cái bụi tre kia. Đây, khuất sau bụi tre, cái tán xanh xanh kia là một cái cây đa nữa. Thì là làng mình là có tất cả 3 cây nhé. 3 cây và nó chụm như là cái kiềng ba chân. Đây. Mình cũng chỉ có đôi lời tâm sự với anh em là như vậy thôi nhé. Còn giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Một lần nữa mình xin chúc tất cả anh em cùng mình
ăn một cái Tết thật là đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và chúc tất cả anh em cùng nghề có một cái nghề bẫy thật là hiệu quả nhé. Chào tất cả anh em.